Đây nhá các bác nhá, em Thành ô tô đây. Hiện tại em Thành ô tô đang cầm trên tay cái lệnh update phần mềm của chiếc VinFast VF5 bản 7.9.7. Bây giờ em sẽ gõ vào xe để xem cái tiến trình update đến đâu rồi. Hiện tại thì update là được 96% rồi. Đấy, anh em đang cắm máy để update cho khách hàng đây. 96% rồi, 97 rồi. Như vậy là sắp update xong rồi các bác này. Trong cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có thêm Android Auto để hỗ trợ cho chiếc xe này. Chúng ta sẽ có bản đồ sử dụng trên màn hình của VinFast VF5. Lúc này thì chúng ta sẽ thấy được màn hình của VinFast VF5 sẽ có tác dụng các bác nhé. Đấy, phiên bản cập nhật này thì cập nhật rất là nhanh, chờ chỉ mất tầm 5 đến 10 phút thôi. Đấy, thì 98% này chúng ta sẽ cùng ngồi hộp chờ xem khi 100% nó sẽ như thế nào nhé. Đấy, VinFast VF5 là cái dòng xe để chúng ta có thể thay thế một chiếc xe xăng, thay thế một chiếc xe xăng mà thay thế cả một chiếc xe máy để di chuyển trong thời gian sắp tới. À, đây nó update từng module, một module kia là vừa mới xong thôi. Đây thì tí nữa chúng ta sẽ quay lại nhé. Chiếc VinFast VF6 VF5 bản Plus này thì anh chủ xe đã mua pin các bác nhé. Đấy, anh Bùi Văn Dũng, khách hàng tại Ninh Giang, Hải Dương của em Thành ô tô. Đấy, màu xanh dương đây. Khi mà đi bụi bám bẩn vào thì nó cũng vẫn khá là ok. Đi trời đất bùn bẩn mà vẫn còn được như thế này. Đấy, màu xanh thì cũng rất là sạch sẽ nha các bác nhé. Đây, còn chi tiết còn update đến đâu rồi. Update module 2 đang được 49% này. Tức là sẽ còn một module nữa là xong. Còn một module nữa là xong. Đấy, các bác thấy đấy, khi mà chúng ta mua xe điện thì mỗi lần chúng ta update phần mềm như thế này thì chúng ta lại cảm giác như là chúng ta đang được sở hữu một chiếc xe mới toanh, đúng không ạ? Về lại học hỏi, khám phá thêm. Đấy, 71, 72, xem hết lượt này đã xong chưa nhé. Chiếc xe VF5 này thì sẽ được trang bị thêm Android Auto, tiện ích hơn rất là nhiều nhé. 82% rồi. Anh chủ xe đã đi được 2.345 km. Đấy, 2.345 km. Anh Dũng ơi, như xe này thì anh chạy nó được một lần sạc khoảng được tầm bao nhiêu? Lần sạc mà không điều hòa, không biết thì nó phải được 400. 400 cây rồi anh? Hay à? Thế là mùa đông đi được 400 hả anh? 400, mình không bật thì điều hòa thì biết thì là nó phải được 400. Còn mấy loại là cứ bật sấy rồi các thứ, bật gần như phun thì chả phun tải luôn. Vâng. Nó phải được hơn 300. Được hơn 300. Nếu là ngon, nếu mà anh đi một mình như thế thì đi được hơn 4, được 400. Đi được một mình thì nó phải 400. Update complete, do you want to report here when parking? Anh Phong ơi, xe đã được update xong rồi đây. Thế thì chút nữa Thành ô tô sẽ quay lại, khi mà sau khi update xong thì sẽ báo lại các bác nhé. Đây nha các bác nhé, sau khi chiếc VinFast VF5 update phần mềm lên thì chúng ta đã có Android Auto để chúng ta trải nghiệm. Thì ở đây chúng ta có danh sách ứng dụng để chúng ta có thể trải nghiệm này. Đấy, các bác nhìn nhá, có Google Maps này, có Team này, có Viber này, đấy, có Messenger này, có app VinFast này. Ngoài ra thì chúng ta có cái này là không có YouTube đâu nhỉ? Có thể kết nối YouTube tùy chỉnh thêm vào đây. Chúng ta xem nào. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể cài đặt thêm ở trên điện thoại của chúng ta các bác nhá. Đấy, ở đây còn có cả cái phần cài đặt của Android Auto này.
Đấy, tức là chúng ta có rất là nhiều ứng dụng hữu ích, và nghe nhạc, phát nhạc từ điện thoại sang không cần phải dây kết nối cáp lằng nhằng ra, đúng không ạ? Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến các dòng xe điện của VinFast thì đừng quên liên hệ ngay với em Thành Ô Tô theo cái số 0961 395 131, hoặc số điện thoại là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Em Thành Ô Tô hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc cho các bác nhé. Đấy, còn đâu để về màn hình chính thì chúng ta sẽ bấm như này. Và phần bản mới thì nó sẽ có giới hạn tốc độ sạc đây, là giới hạn cái mức sạc của pin đây, cho về 90%. Đây là những cái mà các bác đang cần, đúng không ạ? Đấy. Còn bây giờ thì em Thành Ô Tô xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.